Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão Noru áp sát đất liền, Hội An bất ngờ lặng gió. Bão Noru thăng cấp mạnh khi áp sát Đà Nẵng, Quảng Ngãi, miền Trung tối nay ghi nhận mưa lớn, gió giật đi kèm nhiều thiệt hại. Chiều nay, bão Noru cách Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 200 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 14, từ 150 đến 166 km một giờ, ban kính gió giật cấp 8 trở lên khoảng 300 km từ tâm bão. Ảnh mây vệ tinh lúc 20 giờ 30 phút hôm nay cho thấy vùng mây bão đã quét sâu vào biển miền Trung. Hội An mưa lớn nhưng không có gió, mặc dù rìa phía tây của cơn bão đã lấn sâu vào đất liền, khu vực phố cổ Hội An vẫn yên ắng. Trời mưa lớn nhưng không có gió, người dân vẫn ra đường lúc 21 giờ. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo từ đêm nay đến sáng mai là thời điểm bão ảnh hưởng mạnh nhất tới đất liền. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà, tìm nơi an toàn để tránh trú. Đảo Lý Sơn hứng gió giật cấp 11. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hứng gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 liên tục 5 giờ qua. Đây là khu vực được nhận định chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Noru, khi sức gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 12, 13, giật cấp 15 ở thời điểm bão đổ bộ. Hình ảnh ghi nhận tại huyện đảo Lý Sơn lúc 21 giờ 30 tối nay. Người dân Đà Nẵng chạy vào trạm cảnh sát giao thông trú bão. Đến 21 giờ 30 phút, gió rít liên hồi ở Đà Nẵng khiến nhiều người lo lắng. Nhiều hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp của quận Liên Chiểu đã di chuyển tới trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp tránh bão. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông của trạm đã sắp xếp giường chiếu, chăn và phát sữa, đồ ăn nhanh cho người dân. Tại quận Hải Châu, gió lớn đã khiến một số cây xanh trên đường bị gãy đổ, cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Hải Châu đang cử hàng chục chiến sĩ phối hợp với công ty cây xanh cưa cây, dọn cây chắn ngang đường đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong bão được kịp thời. Hội An ngập sâu do mưa lớn. Lúc 21 giờ 30 phút sau nhiều giờ mưa lớn liên tục, nhiều tuyến đường tại thành phố Hội An bị ngập. Đường Trần Hưng Đạo có đoạn ngập hơn nửa mét, phương tiện di chuyển khó khăn. Lốc xoáy ở Quảng Trị. Ông Trần Văn Hòa, một người dân gần chợ cửa Việt Quảng Trị cho biết có một trận lốc xoáy xảy ra lúc 15 giờ 15 phút chiều nay và kéo dài khoảng 15 phút. Hiện lực lượng chức năng thị trấn cửa Việt đã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Hình ảnh ghi nhận được cho thấy trận lốc đã khiến nhà dân bị bay nóc, các khung sắt chẳng chống nhà bị sập. Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, nhiều người dân ở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã xuống hầm trú ẩn để tránh bão. Bà Nguyễn Thị Hiếu, 83 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn nói đây là lần thứ hai bà cùng người thân đến hầm ký túc xá trú bão. Nghe tin bão lớn, các con mang bao cát, thép bụng, chẳng chống nhà cửa rồi đưa tôi lên đây trú, mong sao bão không vào, đỡ phần thiệt hại cho người dân, bà nói. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum với lượng phổ biến từ 300 đến 400mm. Mưa bắt đầu từ chiều nay và kéo dài đến ngày mai. Chuyên gia cảnh báo thời gian có gió bão mạnh nhất trên đất liền là từ đêm nay đến trưa mai. Thời điểm bão đổ bộ, người dân được khuyến cáo không ra đường, ở nơi an toàn tránh trú cho đến khi bão tan. Trong ảnh, người dân ở Đà Nẵng chẳng chống nhà cửa, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ. Quảng Nam bắt đầu mưa lớn. Từ 17 giờ 30 phút, nhiều khu vực ở huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam có mưa lớn, gió nhẹ từng đợt. Người dân địa phương chốt cửa, chẳng buộc chắc chắn và hạn chế ra đường trước giờ bão Noru đổ bộ. Hiện chỉ còn một số cửa hàng ăn uống, vật dụng còn mở cửa. Một số vị trí trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Núi Thành và đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ bị ngập, phương tiện qua lại gặp khó khăn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân từ 18 giờ ngày hôm nay không ra đường và cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông và các phương tiện xe máy chuyên dùng khác, trừ các phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, hoạt động lưu thông trên các tuyến đường. Trong khi đó, khoảng 500 người dân đang tránh trú bão Noru tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam được bố trí các suất ăn uống và chỗ ngủ. Chị Lê Thị Nữ ở thôn Hòa Thượng, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ cho biết nhà chị có 5 người đi tránh bão và đây là lần đầu tiên cả nhà nghe tin bão lớn đến vậy.
cuối giờ chiều nay, chính quyền phường Thuận An, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã đưa các hộ dân ở khu vực nguy hiểm vào các trường học, nhà văn hóa để tránh bão. Tại các trường trung học cơ sở Thuận An, hơn 200 người dân đến trú, nghe tin bão mạnh, gia đình ai cũng sợ, được sự vận động của chính quyền, chúng tôi đã đến trường học để an toàn hơn. Bà Ngô Thị Con, 74 tuổi, chia sẻ. Tại Đà Nẵng, từ 17 giờ chiều nay bắt đầu mưa lớn, khu vực ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn gió thổi liên hồi. Theo yêu cầu của các nhà chức trách, người dân không còn lưu thông trên các tuyến đường vào chiều tối nay. Những đợt mưa kèm theo gió lớn tạt vào cửa sổ liên tục, chúng tôi có cảm giác bão đang tiến đến đất liền. Chị Châu, trú ở một chung cư thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, chia sẻ. Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, đơn vị đã điều động phương tiện và lực lượng hướng dẫn, đưa ngư dân rời tàu trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã thành lập trung đội cơ động gồm 50 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng đã hoàn tất di rời dân ở những nơi xung yếu đến chỗ tránh trú an toàn. Hàng nghìn người dân đã vào tránh trú ở trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lương thực cũng như giúp dân chẳng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự xã Hoài Hải cho biết, Quảng Ngãi ghi nhận sóng cao 3-5 mét. Lúc 17 giờ 30 phút chiều nay, nhiều khu vực ở Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa to, gió lớn. Riêng huyện đảo Lý Sơn, gió duy trì cấp 8, giật cấp 11 suốt 2 giờ qua. Dọc các vùng biển gần bờ huyện Bình Sơn đã có sóng cao 3-5 mét. Trong bản tin cảnh báo bão lúc 17 giờ ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối và đêm nay, bão Noru giữ vận tốc 20-25 km/h và đi theo hướng Tây, tiến vào đất liền các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ. Lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão nằm trên đất liền khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 12-13, từ 118-149 km/h, giật cấp 15. Hình ảnh vệ tinh bão lúc 17 giờ cho thấy đĩa mây đã ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Trung Bộ. Sau trận lốc, cơ quan chức năng huyện Gio Linh đang thống kê thiệt hại. Hiện trường cho thấy nhiều nhà dân, chợ ở cửa Việt bị tốc mái hư hỏng. Ngoài ra, xung quanh ghi nhận tình trạng cây cối gãy đổ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh Võ Đắc Hóa cho biết đến thời điểm hiện tại, thị trấn Cửa Việt có 180 hàng quán ký ốt, 120 nhà bị sập tốc mái, 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương tương đối nặng. Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Theo cập nhật, lúc 19 giờ tối nay, tâm bão Noru cách Đà Nẵng khoảng 186 km, Quảng Nam khoảng 170 km, Quảng Ngãi khoảng 147 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, từ 134-166 km/h, giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20 km/h. Với bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên, khoảng 300 km tính từ tâm bão và bán kính gió mạnh từ cấp 10 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Hiện Đà Nẵng và Quảng Nam có thể ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8, trong khi Quảng Ngãi có thể bắt đầu có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trở lên. Hiện đảo Lý Sơn quan trắc được gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8. Từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 27 tháng 9, một số nơi có mưa rất to trên 130 mm như Vĩnh Kim, Quảng Trị 215 mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 152 mm, Củ Lao Chàm, Quảng Nam 115 mm, Lý Sơn, Quảng Ngãi 141 mm. Ông Võ Viết Cường, chủ tịch huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị cho biết tại đảo có mưa to, gió mạnh cấp 6-7. Từ 17 giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã đưa khoảng 300 người dân, công nhân lao động và trú ở hầm trú ẩn. Địa phương đã chủ động chằng chống nhà cửa nên chưa có thiệt hại. Đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu thế nào? Sau khi đi kiểm tra việc phòng chống bão số 4 trên một số địa bàn của tỉnh Quảng Trị, tối nay Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp rà soát công tác ứng phó bão số 4 tại đầu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ còn mấy tiếng nữa bão sẽ đổ bộ vào đất liền, thời gian rất quý, do đó cần nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời phát sinh do cơn bão gây ra. Phó Thủ tướng mở đầu cuộc họp, dù bão chưa vào, ông cho biết lốc xoáy ở Quảng Trị đã làm 100 ngôi nhà tốc mái, 3 người bị thương. Nhiệm vụ đầu tiên được Phó Thủ tướng quán triệt là sơ tán và bố trí chỗ ăn ở cho người dân.
Tiếp đó, cần bảo vệ các công trình trọng điểm quan trọng như hồ đập, đê điều, đường xá, bệnh viện, hệ thống điện. Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị các địa phương báo cáo về việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, ứng cứu trường hợp bị chia cắt. Có thể xảy ra tình huống chưa lường hết như đê biển bị sóng đánh thì ứng cứu như thế nào? Phó Thủ tướng nêu vấn đề. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu người dân nếu không có việc cấp thiết thì tuyệt đối không ra khỏi nhà, cũng như không được rời khỏi nơi tránh trú bão để quay về nhà kể từ 20 giờ tối nay đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng khẩn trương sơ tán di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là ở các khu vực sát bờ biển, trên các lồng bè thủy sản, tàu thuyền đến nơi tránh trú bão an toàn. Dự báo sóng biển có thể cao từ 6 đến 8 mét. Sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn sơ không đảm bảo an toàn. Đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết. Sở Chỉ huy chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực hỗ trợ người dân ứng phó với bão số 4 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 253.000 người dân đã được sơ tán an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến tối nay, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã sơ tán hơn 81.000 hộ dân, tương ứng trên 253.000 người đến nơi an toàn. 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định và Gia Lai, Kon Tum đã cho học sinh nghỉ học từ ngày hôm nay. Một số địa phương cũng cho cán bộ, công nhân viên nghỉ làm ngày hôm nay đến ngày mai. Hiện gần 4.800 khách du lịch tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã nhận được thông tin về bão và cư trú tại các cơ sở du lịch để đảm bảo an toàn. Du khách trên các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm đã di chuyển vào đất liền tránh trú. Đến 20 giờ 30 phút tại Đà Nẵng, những cơn gió thổi mạnh, mưa xối xả. Chị Hà sống tại tầng 5 chung cư gần biển quận Sơn Trà cho biết gió rít từng cơn, mưa kèm gió thổi đập mạnh vào cánh cửa sổ. Ở trong phòng, chúng tôi cảm thấy bão đã đến đất liền, chị Hà thông tin. Trong khi đó, nhà chức trách đã đóng cầu Thuận Phước để không cho người và phương tiện lưu thông. Ở dưới sông Hàn, nhiều ngư dân vẫn ở lại trên thuyền, chưa chịu lên bờ theo yêu cầu của nhà chức trách. Trước tình hình đó, Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với Thủy đoàn, Bộ đội Biên phòng, Công an quận Ngũ Hành Sơn tổ chức xuống từng tàu, thuyền, vận động đưa người dân lên bờ, trú tránh. Trên các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng rất ít người di chuyển. Tại một số tuyến đường đã xuất hiện cây xanh ngã đổ. Bão Noru đạt sức gió 195 km/h khi tiến sát đất liền. Theo trang Yum.Earth, lúc 19 giờ ngày hôm nay, bão Noru có sức gió 195 km/h cấp 16. Đến tận 7 giờ sáng ngày mai, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm vẫn còn ở mức 165 km/h cấp 14. Theo số liệu đo đạc được, cơn bão đạt sức gió cực đại lên tới 240 km/h lúc 7 giờ sáng nay. Người dân ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam được đưa đến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tránh trú trước khi bão Noru đổ bộ. Tôi ở nhà cấp 4 và gần biển cũng lo sợ và theo lệnh sơ tán lên đây tránh bão. Tại đây chúng tôi được ăn uống đảm bảo, cán bộ nấu ăn ngon quá. Bà Tăng Thị Ngạt, 51 tuổi ở thôn Tỉnh Thủy, xã Tam Thanh nói. Trao đổi với Dinh, Nguyễn Sơn Tùng, chủ khách sạn tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết khách sạn của anh có 28 phòng và sẽ miễn phí tiền phòng, ăn uống trong 2 ngày hôm nay và mai cho khách bị kẹt lại Đà Nẵng. Không chỉ vậy, khách đã đặt lịch từ trước, không may đúng đợt bão cũng sẽ không phải trả chi phí tương tự. Ngoài ra, do còn dư khoảng 18 phòng trống, anh Tùng mở cửa đón người dân xung quanh đến ở miễn phí. Chủ khách sạn này dự kiến hỗ trợ bữa ăn và bữa tối ngày mai cho những ai ở lại. Anh Sơn Tùng cho người dân chỗ ở trú bão miễn phí trong khách sạn của mình. Tối nay, hàng chục người dân tập trung tại cầu thang ở khu trú bão thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xem bóng đá. Ông Phạm Tình, người dân xã Tam Thanh cho biết bản thân ông rất xúc động khi được chính quyền quan tâm. Ông cũng bất ngờ khi bộ đội trang bị TV để ông và mọi người được xem bóng đá giải trí. Lúc 20 giờ 35 phút, thành phố Huế có mưa nặng hạt kèm theo gió cấp 5-6. Các tuyến đường ở trung tâm thành phố thưa thớt người qua lại. Nhiều ngân hàng đã khóa quầy ATM nhằm đảm bảo an toàn trong lúc bão đổ bộ. Ảnh chụp tại cầu Trường Tiền tối nay trước giờ bão đổ bộ. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thí xin thay mặt cho ekip làm chương trình xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.